Những năm gần đây, nhiều tập đoàn bán lẻ trên thế giới vào Việt Nam đầu tư hay việc các chuỗi cửa hàng tiện lợi của các nhà phân phối trong nước phát triển mạnh. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Việt có nhiều cơ hội hơn trong việc mở rộng quy mô sản xuất, phát triển thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thị trường, đứng trước cơ hội lớn như hiện nay, nhưng hầu như các doanh nghiệp vẫn còn lúng túng, khó khăn trong việc tiếp cận với các hệ thống phân phối, nhất là các hệ thống của Auchan, Central Group hay Vinmart, Sài Gòn Coop và mới nhất là hệ thống GS Retail của Hàn Quốc. Nguyên nhân vì sao? Phải chăng là các doanh nghiệp chưa đủ tự tin về hàng hóa để đáp ứng đủ nguồn cung, chưa tự tin về chất lượng sản phẩm? Theo tìm hiểu, trong muôn vàn lý do thì việc thụ động của doanh nghiệp cũng là một trong những nguyên nhân. Đơn cử như Ngọc Liên, một doanh nghiệp uy tín có lượng hàng xuất khẩu đến tận hơn 20 quốc gia, nhưng thị trường trong nước lại quá yếu, họ không có được sự chủ động trong việc tìm kiếm nhà phân phối. Bên tôi chủ yếu là thụ động, phát triển thụ động, tức là khách hàng tìm đến mình là chính, không phải mình đi tìm khách hàng. Mình có những cái khách hàng quen mấy chục năm nay, nhưng mà cái khách hàng mới thì cũng hơi khó. Trên thị trường Việt Nam thì lưu thông hơi yếu một tí. Thấu hiểu được khó khăn của doanh nghiệp, vài năm trở lại đây, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao đã tìm cách hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên trong việc tìm kiếm mở rộng thị trường thông qua các hoạt động kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với nhà phân phối trong nước và quốc tế. Vào trung tuần tháng 4 vừa qua, tổ chức này đã kết hợp với GS25 tổ chức Ngày hội Đối tác Chiến lược giúp kết nối giữa 55 doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao ngành hàng thực phẩm, đồ uống với chuỗi siêu thị GS25 Việt Nam. Tại sự kiện này, các doanh nghiệp đã được tiếp xúc trực tiếp với lãnh đạo chủ chốt của GS Retail đến từ Hàn Quốc và hy vọng rằng sản phẩm của mình sẽ sớm có mặt trên kệ hàng của gần 13.000 điểm bán tại Hàn Quốc và Việt Nam trong thời gian tới. Qua quá trình theo dõi Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, vụ thị trường trong nước chúng tôi là luôn luôn đánh giá rất cao cái tính chủ động, sáng tạo của hội trong việc là tập hợp được các doanh nghiệp sản xuất ra được những cái hàng hóa có chất lượng. Các hoạt động của Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao luôn luôn là bám sát, nắm bắt được thông tin và phổ biến đến các hội viên của mình các thông tin về thị trường cập nhật nhất, tổ chức ra được những cái sự kiện mang tính điểm nhấn. Mới đây nhất là ngày 10 tháng 5 tại Hà Nội, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao kết hợp với Bộ Công Thương tổ chức thành công hội thảo và kết nối thị trường dành cho gần 200 doanh nghiệp phía Bắc, được các chuyên gia doanh nghiệp đánh giá cao. Tại sự kiện, dù chỉ có 10 phút trao đổi, nhưng các doanh nghiệp đã được làm việc trực tiếp với các nhà phân phối như hệ thống siêu thị Auchan, Big C, Vinmart, Coopmart, Bass Group, GS25 theo hình thức matching. Những bản ghi nhớ giữa doanh nghiệp và các nhà phân phối này đã được hình thành. Những buổi như này tạo cho chúng tôi rất nhiều cơ hội để được tiếp xúc với các nhà phân phối quốc tế. Hàng của chúng tôi đã đưa được vào đây, vào như là Aeon, GS25. Chúng tôi thấy các doanh nghiệp Việt Nam của chúng tôi càng ngày càng được có cơ hội và cũng là đưa được cái sản phẩm của mình đến với lại người tiêu dùng quốc tế. Qua tiếp xúc với các doanh nghiệp miền Bắc, nhiều nhà phân phối đánh giá cao về chất lượng hàng hóa, sản phẩm của doanh nghiệp Việt. Đây sẽ là cơ hội để các nhà phân phối tìm được những mặt hàng ưng ý, đáp ứng được tiêu chí và tiêu chuẩn phân phối trong hệ thống của mình. Thông qua các cái tổ chức hội thảo như thế này thì hai bên có thể hiểu rõ nhau hơn. Đứng ở góc độ của GS25 thì có thể tiếp cận được những cái nhà cung cấp mới, những cái sản phẩm địa phương rất là khác biệt và đồng thời là họ được cái cơ hội để chia sẻ những cái sản phẩm và những cái chứng nhận về an toàn thực phẩm của họ, cũng giống như là họ chia sẻ những cái thế mạnh của cái sản phẩm địa phương. Ngoài việc tổ chức các buổi kết nối trực tiếp ở trong nước, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao còn tổ chức nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp mang tầm quốc tế. Trong đó, buổi kết nối theo hình thức B2B matching giữa doanh nghiệp Việt với doanh nghiệp Thái Lan và nhiều quốc gia khác tại hội chợ ASEAN Ấn Độ diễn ra tại Thái Lan vào tháng 8 năm 2017 là điển hình. Thời gian tới, những chương trình kết nối như thế này sẽ tiếp tục được tổ chức tại hội chợ quốc tế về thực phẩm và đồ uống hàng đầu châu Á Thai Fest vào cuối tháng 5, đầu tháng 6. Xa hơn, đó là hội chợ Ringis của Pháp vào cuối tháng 6, chương trình kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt với doanh nghiệp châu Âu cũng sẽ được thực hiện. Chúng tôi nghĩ rằng các cái nhà sản xuất của Việt Nam, cái việc đầu tiên là phải nắm bắt được tín hiệu của thị trường, biết được nhu cầu của các nhà phân phối bán lẻ, họ muốn mua những cái hàng hóa với bao bì như thế nào, chất lượng như thế nào và phương thức giao hàng như thế nào để từ đó biết để lựa chọn
những cái nhà phân phối bán lẻ nào phù hợp với năng lực của doanh nghiệp của mình. Có thể thấy việc tổ chức các cuộc kết nối ban đầu như thế này chỉ mới dừng lại ở việc giúp doanh nghiệp có thêm được những cơ hội phát triển thị trường, phát triển thương hiệu. Sau kết nối này, doanh nghiệp và các nhà phân phối còn phải làm việc với nhau nhiều hơn nữa mới đạt được kết quả cuối cùng. Vậy nên, nếu muốn thành công, chính doanh nghiệp phải là người cần sự chủ động trong việc tìm đến nhà phân phối, đặc biệt là phải sản xuất được hàng hóa đủ khối lượng để cung cấp có chất lượng đạt tiêu chuẩn không chỉ của Việt Nam mà cả thế giới.